Chào các bạn đã đến với kênh YouTube Dr. Cao Hữu Thịnh. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề mà các bạn cũng rất là quan tâm, đó là vấn đề chuẩn bị nạo mạc tử cung trước khi mình chuyển cái phôi vô. Thì khi mình đã làm thụ tinh ống nghiệm, nó tạo phôi rồi, mình đang chữ đông cái phôi, thì ai cũng muốn là mình đặt cái phôi vô để nó đậu chứ. Thì các bạn đã chuẩn bị nạo mạc tử cung, các bạn tưởng tượng giống như là mình trồng cây vậy đi. Mình có cái cây con rồi, mình trồng cây giống tốt rồi, bây giờ mình chuẩn bị cái miếng đất để mà mình đặt cái cây xuống. Thì miếng đất mình chuẩn bị nó tốt thì cái cây nó mới dễ mọc lên. Còn ví dụ như mấy bạn lấy cái cây mà mấy bạn trồng lên đá, nó đâu có cây nó đâu mọc được. Bởi vì cái nạo mạc tử cung nó quan trọng lắm. Thì khi nào mà mình chuẩn bị mà đạt được cái nạo mạc tử cung nó tốt, thì thường đó, thật ra là trên lâm sàng á, các bác sĩ thì chỉ có siêu âm, mình nhìn qua mắt thường thôi, mình nhìn trên bằng mắt thôi, có nghĩa là mình đánh giá thứ nhất là độ dày nạo mạc tử cung. Thì thường độ dày nạo mạc tử cung mình đánh giá là nếu đạt thì thường là trên 8-9 là được, nếu mà 10 thì càng tốt, đó là nạo mạc tử cung. Còn hai nữa, mình nhìn về cái tính chất á, tính chất thì thường người ta hay nói là có nghĩa là ba lá rồi đó, có nghĩa là nạo mạc nó tốt, nhưng mà mình chỉ đánh giá một cách là rất là khách quan thôi. Còn thực ra nếu mà nạo mạc tử cung mà mình muốn biết nó tốt hay không đó, mình phải sinh thiết, nhưng mà cái chuyện đó thì nó không có khả thi. Nghĩa là trên lâm sàng mình phải lấy cái nạo mạc tử cung ra mình thử, thì mình thử mà lấy ra gì nó tổn hại cái nạo mạc tử cung thì khi mình đặt phôi vô cũng không tốt nữa, và mình cũng không có thời gian mà làm cái chuyện đó nữa. Do đó thường là tất cả những nạo mạc tử cung mình đánh giá trước khi chuyển phôi hiện giờ là gần như là mình đánh giá bằng siêu âm thôi, có nghĩa là mình siêu âm mình coi cái nạo mạc tử cung nó tốt hay chưa thì bác sĩ sẽ quyết định để chuyển phôi vào cái ngày nào. Thì chuẩn bị nạo mạc tử cung có những cách nào? Thì thường nhất á, là mình chuẩn bị nạo mạc tử cung bằng thuốc uống, có nghĩa là mình dùng cái viên thuốc estrogen mình uống. Thì thường là mình uống khoảng cả 2 tuần cái phát đồ, thì có thể là uống liều từ 4 gram tới 8 gram tới 12 gram tùy theo đáp ứng. Thì khi mình siêu âm á, sau 2 tuần mình uống thuốc nạo mạc tử cung rồi, mình siêu âm mình đánh giá nạo mạc tử cung tốt rồi, tốt có nghĩa là trên 8 10 rồi đó, mà tính chất rồi đẹp hết rồi đó, thì mình quyết định mình chuyển phôi. Thì đối với cái phôi ngày 3 thì mình phải chuyển qua cái thuốc hỗ trợ hoàn thể thì 3 ngày, có nghĩa là cái thuốc đặt là cái thuốc hỗ trợ hoàn thể đó, có nghĩa là mấy bạn trên lâm sàng mấy bạn thấy là bác sĩ kêu mình về mình đặt thuốc đó, cái mình đặt thuốc 3 ngày mình đặt cái phôi vô thì cái phôi đó là phôi ngày 3. Còn nếu cái phôi ngày 5, mấy bạn có phôi ngày 5 á, thì mình phải chuyển qua thuốc đặt, mình đặt 5 ngày rồi mình đặt cái phôi vô. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình chuyển, mình canh cái phôi mình sẽ đặt vô cái cửa sổ làm tổ của nạo mạc tử cung. Có nghĩa là nạo mạc tử cung không phải lúc nào nó cũng chấp nhận cái phôi đâu. Có nghĩa là trong toàn bộ cái chu kỳ mình thấy, có nghĩa là từ ra kinh đến khi ra kinh còn tiếp theo đó là có một, người ta gọi là một cái chu kỳ đó, thì nó có một cái 1-2 ngày thôi cái nạo mạc tử cung nó mở cửa sổ làm tổ, có nghĩa là nó mở cửa sổ để cái phôi nó đáp vô, nó bám vô được. Còn nếu mà cái phôi nó đi chặt cái cửa sổ đó thì cái phôi nó sẽ không bám được. Nên mấy bạn đừng có tưởng là cái phôi nó vô lúc nào nó cũng bám vô nạo mạc tử cung được, không phải đâu, nó chỉ bám vô một cái thời điểm nào đó thôi. Thời điểm đó là bác sĩ sẽ canh gọi là cửa sổ làm tổ, nghĩa là cái phôi nó sẽ bám vô cái cửa sổ đó. Còn nếu mà đi lệch cửa sổ đó thì cái phôi dù nó tốt như thế nào, nạo mạc tử cung có tốt như thế nào, cũng hai cái cũng không thể nào mà bám với nhau được để mà phát triển thành cái thai. Đó là mình cách uống thuốc. Thì khi mà uống thuốc thì nó xảy ra chuyện gì? Có một số bạn đó, thì khi mà mình chuẩn bị nạo mạc tử cung bằng thuốc uống đó, uống xong rồi tới ngày tái khám thì mình siêu âm lại, mình coi nạo mạc nó quá mỏng, nó không lên được, nạo mạc có 6, có 5 thì không thể nào mình chuyển phôi được luôn. Thì giờ làm sao? Thì bắt đầu mình phải chuyển qua cái cách khác. Cái cách khác là cách thứ hai cũng hay xài nữa, là gọi là cách canh chu kỳ tự nhiên. Thì canh chu kỳ tự nhiên có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi chu kỳ tự nhiên nó có một cái trứng nó lớn ở giữa chu kỳ nó rụng xuống. Nó rụng xuống xong rồi nó tinh trùng vô để thụ thai. Thì mình dựa vào cái chu kỳ tự nhiên này nè, mình sẽ canh cái cửa sổ làm tổ vào cái thời điểm nào và mình sẽ đặt cái phôi vào thời điểm đó luôn. Thì thường là mình áp dụng cái phương pháp này đó cho những cái chu kỳ mà chu kỳ đều. Có nghĩa là những cái người mà ví dụ kinh 28 ngày ra, 30 ngày ra, chứ những cái người mà không ra kinh 2-3 tháng ra kinh thì thua, không thể nào mà mình chuẩn bị bằng cái phương pháp này được. Nên là phương pháp này đối với những người mà ví dụ 28 ngày có kinh lần hoặc là 30 ngày có kinh lần thì mình chuẩn bị được. Cái ngày chuyển rụng là cái ngày mình lấy cái số ngày kinh mình trừ đi 14 ngày là nó ra ngày chuyển rụng. Ví dụ như giờ người ta chu kỳ kinh ta 30 ngày đi, thì cái ngày chấn rụng là ngày thứ 16, mình trừ lại 14 ngày. Thì ra kinh ngày đầu tiên là mình tính một ngày, thì mình đếm tới 16 ngày là ngày chấn rụng. Thì mình phải canh được cái thời điểm nào là cái chấn rụng ha. Ví dụ như đối với cái bà, ví dụ mình hỏi chị bệnh nhân là mình hỏi là chu kỳ của mình nhiêu, thì bà trả lời 32 ngày ví dụ như đi.
thì mình biết là cái ngày chuyển rụng nó tầm tầm cỡ chừng 18, ngày thứ 18 thì mình hẹn người ta là ra kinh ngày đầu tiên tính một ngày, ngày thứ 18 là chuyển rụng, thì thôi mình đi sớm trước 2 ngày đi, ngày 16 mình quay lại mình tái khám để mình siêu âm, mình siêu âm mình coi cái nõn nó lớn tới đâu rồi. Nếu mà mình siêu âm mình thấy cái nõn nó lớn được khoảng cỡ 14, 16 rồi đó, thì thường là tới 18, 19 là mình thấy cái trứng nó được nội mạc nó đẹp nhất, là cái khoảng là cái trứng nó được khoảng cỡ 18, 19. Thì khi mình siêu âm mình thấy được cái nõn là 19 rồi đó, 18 rồi đó, mà mình coi nội mạc tử cung mà nó đạt được 8 trở lên rồi thì quá lý tưởng rồi ha. Lúc này mình sẽ cho cái thuốc rụng trứng, mình chích cho cái thuốc nó rụng trứng để làm chi, để nó từ cái nội mạc tử cung, từ cái pha tăng trưởng nó sẽ trở thành cái pha chế tiết. Thì giống như là mình đặt thuốc vậy đó, thì cái ngày mà mình chích rụng trứng thì 36 trứng sau, 36 tiếng sau là cái trứng nó sẽ rụng. Thì cái ngày trứng rụng là cái ngày bắt đầu mình chuyển qua thuốc đặc, để mình đặt giống như là mình đặt thuốc bên cái chu kỳ mình có uống thuốc vậy đó. Thì cái ngày trứng rụng là ngày bắt đầu mình đặt thuốc. Thì đặt thuốc xong rồi đó thì 3 ngày sau là mình đặt phôi vô đối với phôi ngày 3. Còn 5 ngày sau mình đặt phôi vô đối với phôi ngày 5, thì cái ngày mình đặt phôi vô là cái ngày sẽ là cửa sổ làm tổ của cái chu kỳ tự nhiên đó. Đó là cách mà mình chuyển chu kỳ tự nhiên. Thì chu kỳ tự nhiên thật ra là mình thấy cái chu kỳ tự nhiên là mình chuyển phôi là tốt nhất đó. Nhưng mà có một cái là mất công lắm. Ví dụ như mấy chị ở xa thì cho thuốc nội mạc tử cung sẵn luôn, ra kinh ngày 2 rồi tự lấy uống, uống 2 tuần quay lên tái khám là mình báo cái ngày đặt phôi luôn, là đơn giản lắm. Còn chu kỳ tự nhiên nhiều khi đi 2-3 lần, mấy chị đi 2-3 lần chưa có phát hiện được trứng lớn nữa, siêu âm trứng nó còn nhỏ luôn. Thì mình phải đi siêu âm, mình phải 3-4 ngày mình siêu âm lần. Chứ mình lâu quá nhiều khi trứng nó lớn nó rụng mắt mình cũng không hay, thì mình đâu có canh được. Bắt buộc mình phải thấy được cái trứng nó đang lớn thì mình mới biết được chính xác cái thời điểm trứng nó rụng, thì mình mới canh được cái cửa sổ làm tổ đó mình đặt phôi. Chứ mình không đặt mù được, mình đặt mù nó lệch cửa sổ thì nó không có thai được. Đó, bởi vì là cái chu kỳ tự nhiên nó khó canh lắm, nhưng mà nó thấy chu kỳ tự nhiên nó hiệu quả trong nhiều trường hợp lắm. Nên là cái chu kỳ tự nhiên là cái cách mà chuẩn bị nội mạc tử cung nó khó, nhưng mà nó là cứu cánh cuối cùng. Còn mà không được nữa đó, đối với những người mà uống thuốc nội mạc cũng không lên luôn, cái chu kỳ thì dài quá không thể nào canh tự nhiên được luôn, thì còn một cách cuối cùng luôn, có nghĩa là mình phải tiêm thuốc kích trứng, mình kích thích nhẹ buồng trứng, có nghĩa là mình chích thuốc kích trứng giống như làm thụ tinh như đó, nhưng mà cái liều thuốc nó thấp hơn để làm chi, để cho trứng nó lớn. Thì khi trứng nó lớn thì nó sẽ tiết ra nội tiết, nó làm cho nội mạc tử cung dày lên, thì mình canh, mình kích trứng, mình canh cho cái trứng nó được 18, 19 cũng giống như là canh chu kỳ tự nhiên đó. Mình chích thuốc cho được 18, 19 xong mình coi nội mạc có được chưa. Nếu nội mạc nó tốt rồi đó thì quá mừng, có nghĩa là trứng nó lớn rồi, nội mạc nó tốt rồi, thì mình cũng cho chích thuốc rụng trứng. 36 tiếng sau là trứng rụng thì bắt đầu mình cho đặt thuốc. Đặt thuốc là đặt thuốc hỗ trợ hoàn thể đó. Thì đặt thuốc vô xong rồi 3 ngày sau đặt phôi ngày 3 vô, hoặc là 5 ngày sau mình đặt phôi ngày 5 vô. Đó là như vậy. Đó là 3 cách mình chuẩn bị nội mạc tử cung. Cách thông thường nhất thì vẫn là uống thuốc thôi, là đơn giản mà dễ sử dụng nhất, tiện dụng cho cái người luôn, tiện dụng cho cái người mà mình đặt phôi luôn. Tại vì mình uống thuốc nội mạc tử cung đó, cái lợi là mình có thể chương trình quá được, có nghĩa là mình dời được cái ngày. Ví dụ như mình báo cái ngày đặt phôi cho chị này xong rồi chị nói ô ngày đó tôi bận đi đám cưới rồi, hoặc là ngày đó em bận họp rồi bác ơi, em không thể nào đi chuyển phôi được ngày đó, không sao, uống thuốc tiếp, dời qua ngày khác, dời 2-3 ngày, thậm chí dời 1 tuần cũng được, cũng chẳng sao chứ. Nhưng mà đối chu kỳ tự nhiên thì không dời được, hoặc là cái ngày cái chu kỳ mà mình có tiêm thuốc để mình canh nội mạc tử cung thì không dời được. Trứng nó rụng ngày nào thì mình phải đi đặt thuốc mà mình chuyển phôi ngày đó thôi, chứ mình không kéo được. Kéo nữa là nó lệch cửa sổ làm tổ. Còn trong khi là mình uống thuốc đó, mình có thể thay đổi được, chương trình được cho mình nó tiện hơn. Rồi đó là những cái cách mà chuẩn bị nội mạc tử cung ha. Thì mấy bạn biết rồi đó, mình muốn đậu thai được thì cái nội mạc tử cung nó quyết định 50% cái khả năng thành công. Còn lại là cái chất lượng của phôi là nó quyết định 50% khả năng còn lại. Do đó để thành công được thì cái phôi nó phải ok và cái nội mạc cũng phải ok thì mới kết hợp lại thì mới đậu thai được. Rồi các bạn hiểu hết ha. Rồi chúc các bạn thành công khi chuyển phôi nha. Rồi xin chào, hẹn các bạn trong chương trình tiếp theo của kênh YouTube Dr. Cao Phú Thịnh. Xin bye bye.